Anh ơi, em muốn mua một con máy tầm hơn 4 triệu để chơi game ấy. Em thấy chỗ anh bán hai con này cũng xem nhau tầm hơi 4 triệu. Theo anh thì lấy con nào à? Em chỉ để chơi game thôi. Chơi game thì hai con này đều ngon. Thế nên là bây giờ để so sánh chọn những con nào ấy thì tốt nhất là vào đây, xong anh sẽ làm một video để chạy AnTuTu rồi tất cả thứ cho em xem ấy, xem độ hao pin tất cả thứ nhá. Vậy Vâng ạ. Ok. Vậy thì bạn vừa giờ bạn có nhờ mình so sánh giữa hai chiếc máy này bạn ấy muốn mua để chơi game về camera và các thứ ấy, thì mình sẽ không cần nói nhiều nữa bởi vì ở trên YouTube có nhiều anh em nói rồi nhá. Cụ thể hơn về hai chiếc máy này thì mình muốn nói rõ hơn này, thì đây là chiếc Realme Q2 và đây là chiếc Redmi Note 9S của Xiaomi. Đó, đây là bản chính hãng và đây là bản sách tay. Thì hai chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán giá ngang nhau hơn 4 triệu một chút thôi. Để biết chi tiết anh em vào đường link mình để dưới mô tả nhé. Đó thì hiện tại là cuối tháng 11 năm 2020, thế nên là nếu anh em nào xem cái clip này về sau ấy thì có thể là giá người ta sẽ giảm xuống rồi. Thế nên là anh em cứ vào đường link để biết cập nhật rõ nhất. Bây giờ mình sẽ mở siêu hai chiếc máy này nhá. Thì hiện tại bên mình đang bán là tất cả là hàng nguyên siêu như thế này này. Đây là phiên bản của thị trường nội địa Trung Quốc và đây là phiên bản của thị trường quốc tế, bán được nhập khẩu và phân phối bởi Dijua Việt Nam và 18 tháng. Còn đây là phiên bản thị trường nội địa Trung Quốc được bên mình xách tay về và cũng được bảo hành tại hãng trong vòng 1 năm, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Bảo hành tất cả các lỗi như cả nguồn màn hình các thứ ấy, chứ không phải là anh em phải mua thêm bảo hành đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở siêu hai chiếc cho anh em xem. Thì tất cả là siêu ni lông bên ngoài rất là đơn giản thôi. Của chính hãng thì nó có thêm một cái tem, gọi là tem nhập khẩu, tem bằng tiếng Việt đây. Đó, của Dijua ấy. Bây giờ mình sẽ mở siêu nha. Mình sẽ đặt siêu cho anh em xem. Bên trong là hai chiếc máy này là có cái gì đã, đúng không? Đấy, sau đó là sẽ cài game rồi cài AnTuTu để cho nó chạy thử xem là cái độ hao pin cũng như là cái khả năng chơi game của nó sẽ đạt ở cái mức như nào. Bởi vì thực sự là hai sản phẩm này thì đều có một cái cấu hình nó hơi khác nhau một chút. Một chiếc thì sử dụng chip Snapdragon là chiếc Note 9 của Xiaomi này, còn chiếc Q2 là sử dụng một chip mạnh mẽ, khá là mạnh mẽ của MediaTek. Đó. Còn RAM thì giống hệt nhau. Bộ trong thì một chiếc là 128GB ở Q2 và 64GB của Redmi Note 9. Đây, trong hộp của Redmi Note 9 F thì nó cũng đơn giản thôi, nó sẽ có một cái ốp lưng như này và một tập sách hướng dẫn sử dụng và không có tiếng Việt anh em nhé. Nó rất là dày, bằng các ngôn ngữ khác như tiếng Việt không có, hơi buồn. Đây, Redmi Note 9S đây, thì mình đã từng làm clip về cái sản phẩm này một lần rồi. Có thể lắp được hai sim và cùng một thẻ nhớ luôn, đó. Cho anh em nâng cấp thẻ nhớ thoải mái luôn mà vẫn dùng hai sim bình thường. Bộ 4 camera, 48 megapixel ở đây. Được trước thì về cấu hình cơ bản nó sẽ cho anh em biết đấy nhá. Thì sản phẩm này sử dụng chip Snapdragon 720G này. Đó, camera là 48 megapixel của bốn camera, màn hình là 6.67 inch Full HD nhá. Pin là hơn 5020. Đó. Phụ kiện kèm theo thì nó sẽ có ốp lưng rồi và một bộ sạc cáp thôi. Một bộ sạc cáp sạc nhanh. Đây. Sạc nhanh em nhá. Đây này, một bộ sạc nhanh tầm 20W. Đó, 20W. Rất căng. Bộ này không biết là thông số khá là cao. Bộ này gọi là 3.3 cộng Quick Flash và Quick Charging 3 cộng sạc nhanh 3.0 hơn 3.0. Mình không rõ là cụ thể là bao nhiêu W, chỉ thấy nó thông báo đây là có nguồn và ra 5V 3A 15W này. 9V 20W này. 12V 20W này và 10V 22,5W. Khả năng là cái sạc này nó rơi vào tầm 30W anh em nhé. Đó, dây cáp USB Type-C đây. Dây cáp của Xiaomi rất là xịn luôn. Đó, đơn giản sản phẩm này mình sẽ bỏ qua bên. Còn bây giờ đến sản phẩm Q2 nhá. Sản phẩm Q2 này thì là nội địa của Trung Quốc, thế nên là trên hộp nó đa phần là toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đấy. Có cấu hình có hỗ trợ 5G này. Có cấu hình là 4GB và 128GB bộ nhớ trong, sản xuất vào tháng 10, 16 tháng 10 năm 2020, rất là mới, vừa mới ra mắt thôi. Đó, bây giờ mình sẽ mở siêu nha. Đây, cái máy sẽ có một ốp lưng và một tập sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung mỏng mỏng này thôi. Ốp lưng cũng khá là giống với cái sản phẩm ốp lưng chất liệu, giống với chất liệu sản phẩm ốp lưng của cái chiếc Note Redmi Note 9 kia. Đó, trong hộp nó sẽ có một cái sạc vô cùng là khủng khiếp.
sạc nhanh công nghệ VOOC của độc quyền của Realme và Oppo. 5V 6A, 5V 2A Max. Nó chỉ được 5V thôi nhưng nó là sạc nhanh công nghệ VOOC độc quyền của hãng này. Dây sạc có màu vàng. Dây USB Type-C là và cổng sạc USB của chiếc củ sạc cũng sẽ có màu vàng. Đó, em gì đâu. Nếu mà của Oppo thì là màu xanh lá cây. Dây rất là xịn luôn, rất là to luôn. Đó. Thế thôi, cũng không có tai nghe. Đi hàng Xiaomi thôi, đều không có tai nghe luôn anh em nhá. Đó, bỏ phụ kiện này sang một bên này. Bây giờ chỉ quan tâm đến hai nhân vật chính thôi, đúng không? Đó, mình sẽ mở cái sim nó luôn nhá. Này. Cái sim mới luôn, đây là sản phẩm hoàn toàn mới, mình bóc cho anh em xem luôn. Nguồn đây này. Đây thì cái sản phẩm này theo nó dán sẵn vào miếng màn hình ở đây. Và camera thì nó nằm ở giữa này, nốt ruồi đây. Đằng sau là cụ 4 camera cũng nằm ở giữa luôn. Sản phẩm này nó sẽ giống Samsung hơn một chút hơn. Đó, nó sẽ gọi là cái mốt mới. Đây này anh em này. Sản phẩm này có nghĩa là trong cái mốt nó có vẻ là nó mới hơn. Đó là camera chính cũng gồm 4 camera. À đây là 3 camera thôi, thì nằm phía bên này. Đây là ở phía bên góc này. Còn cái camera trước thì nó nằm ở góc bên trái. Đằng sau thì lưng của nó cảm giác như là bằng một miếng kim loại. Được khắc chữ Realme rất là to đây. Nếu mà anh em nào mà yêu thích cái sự phá cách thì khá là thích cái này. Chứ còn nếu mình thì mình không thích. Bởi vì thương hiệu to quá. Đó. Rất là hâm mộ đây là phiên bản màu bạc nhé. Mình mở nguồn đây này. Thì sản phẩm Realme này là bản sách tay thị trường Trung Quốc. Nhưng mà mới cứng là nó cũng sẽ có tiếng Việt luôn. Đây, hai sản phẩm này thì đều có công nghệ là vân tay ở trên này, nhìn cái nút nó rất là giống nhau này. Kích thước cái nút và nguồn của cái vân tay nó khá là giống nhau. Ở đây. Đó, kích thước của chiếc máy thì nó cũng còn gần như xem nhau. Chiếc Redmi Note 9S thì nó dài hơn một chút. Đặc biệt đó là 9S có cổng hồng ngoại phía này, Realme thì không có. Cái khai SIM nó làm gần giống giống như này, để mình xem nào. Cái Redmi à cái Q20 là nó có lắp được cái gì ạ? Lắp được cái thẻ nhớ cùng với lại cả hai sim cùng một lúc không, như chiếc Redmi Note 9S hay không nha. Đây. À nó chỉ lắp được một sim, một thẻ nhớ hoặc là hai sim thôi. Đó, thế là cái vấn đề nâng cấp lên thẻ bộ nhớ thì sẽ hy sinh mất một sim 2. Cái này là khá là bất tiện. Này là giống như sản phẩm cao cấp của Samsung ấy. Đây anh em này. Nếu mà mặc định của Realme ấy là nó sẽ có tiếng Việt luôn và rất nhiều ngôn ngữ khác. Đó. Chứ không cần phải là cài thêm tiếng Việt giống như ở Xiaomi. Sản phẩm này là phẩm chính hãng, thế nên là nó có tiếng Việt rồi nhé. Chứ còn nếu mà chúng ta mua bản sách tay ấy, thì sách tay nó không có Note 9S thì sẽ không có tiếng Việt. Đó. Đó, chào mừng Realme luôn này. Realme U này. Đó em nhìn nhá. Đây là giao diện của nó. Đó em nhìn ạ. Đây còn bây giờ là Note 9S nha. Mình sẽ kích hoạt này. Sẽ để độ sáng màn hình cao hết lên để xem là sản phẩm nào có màn hình tốt hơn. Đó. Nói chung là công nghệ của năm 2020 ấy, thì màn hình của những chiếc smartphone mặc dù có giá tương đối thấp rất là tốt, khá là đẹp, không thua kém gì sản phẩm cao cấp của thứ hai của thương hiệu ví dụ như là iPhone XR đâu, hay là iPhone 11. Đó, rất là đẹp nha. Đó, hình ảnh rất là đẹp. Tiếng Việt đầy đủ và tất nhiên rồi. Nó không có Google Play. Nhưng mà vấn đề cái Google Play của những chiếc Realme cực kỳ đơn giản, nó không có gì phức tạp. Rất là dễ. Có một cái file APK và là xong luôn. Màn hình sẽ là nhỏ hơn màn hình của chiếc Redmi Note 9 một chút. Và chỉ nhỏ một chút xíu thôi. Anh em nào mà thích cái nốt ruồi bên góc này, mình thì cá nhân mình thì mình thích cái góc này hơn là nằm ở giữa. Hay bởi vì là mình đang sử dụng một chiếc Note 10 Plus thì nó nằm ở giữa, mình không thích lắm. Và cái video này thì mình sẽ không nói nhiều đến cái camera của hai sản phẩm này nhé, mà mình chỉ chủ yếu là mình sẽ chạy AnTuTu Benchmark và chơi game một chút, cái game mà mình hay chơi thôi. Chứ tại vì là ví dụ như là game mới bây giờ như là Liên Minh Tốc Chiến hay là cả Liên Quân ấy thì mình ít chơi lắm. Thế là mình hay chơi cái game là game PUBG đơn giản, cái game đơn giản đấy thì mình sẽ chơi thử. Và mình sẽ đánh giá xem là liệu cái độ mượt mà của nó sẽ là như thế nào. Đó. Thì việc đầu tiên là mình sẽ so sánh qua với cái màn hình trước đã, đúng không anh em? Đấy nhá, về độ sáng này.
thì dễ nhất là sẽ vào, chúng ta sẽ vào cài đặt để chúng ta xem là liệu là cái cho cài đặt thì liệu là cái nào nó sẽ hiển thị đẹp hơn đó. Thì cá nhân mình nhận thấy một điều là màn hình của Realme ấy, nó có cái sắc là ngả vàng hơn một chút, thì nhiều người là sẽ không thích cái màn xanh, à không thích ngả vàng. Nhưng cá nhân mình thì mình sẽ thích ngả vàng bởi vì nhìn nó có vẻ như là nó xịn hơn so với lại cả cái việc màn hình có trắng xanh như thế này. Thì giống như trước những chiếc iPhone ấy, thì đời iPhone 7 Plus và sau đây iPhone 8 Plus, thì iPhone 8 Plus thì sẽ ngả vàng hơn so với iPhone 7 Plus. Nếu anh em nào mà kinh doanh điện thoại thì đều biết việc đấy, bởi vì cái màn ngả vàng thì nó mang lại cái màu sắc khá là trung thực. Đó, về cái đánh giá màn hình thì chiếc Realme tốt hơn, cá nhân mình là như vậy. Còn những người khác thì mình sẽ không rõ. Bây giờ mình sẽ cài AnTuTu với Mac cũng như là game vào để chơi thử nhá. Ok em, chờ mình một chút. Ok, cài đặt rất là lâu mới xong. Đây, sản phẩm này thì bản chính hãng luôn, nó có Google Play đây anh em nhá, Google Play này. Và cài đặt thì cái AnTuTu với Mac này thì hiện tại trên Google Play nó không còn nữa. Giờ mình có cài trên trang APK Pui, sẽ có luôn cái tool bây giờ đơn giản rồi. Và cái sản phẩm Realme Q2 này cũng không Google Play, nó chỉ có những ứng dụng của Trung Quốc thôi. Thì là rất là dễ là chúng ta có thể xóa được. Đây, nó xóa được nhá. Đấy, và cài cái Google Play thì này cũng rất là đơn giản. Lên APK Pui và cài cái Google Play vào. Đó, đầy đủ tiếng Việt luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, rất là dễ bởi vì là bản này là mặc định là nó có tiếng Việt rồi. Thế nên là khi chúng ta cài Google Play vào là chúng ta có thể dùng luôn. Đó, mình cũng đang đầy đủ AnTuTu Benchmark và cả PUBG rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chạy thử AnTuTu Benchmark xem là điểm số cụ thể của những chiếc máy này nó sẽ là như thế nào. Màn hình thì mình thấy con Realme Q2 là hơn. Đó, mình thoát đa nhiệm đi hết đã nha. Đây, đóng tất cả vào. Ok, bây giờ mình sẽ chạy nhá. Đây, cùng xem nhá. Đó, cùng xem qua cấu hình trước nhá. Đó, anh em mình cùng xem qua cấu hình trước này. À, xong mình thiết bị nhá. Thì tên mã sản phẩm là Realme X2117 Neo Redmi Note 9S nhá. Đó, thì là CPU của sản phẩm Note 9S sẽ là Snapdragon 720G, còn CPU của chiếc Realme Q2 sẽ là MediaTek 800U. Đó, có tên mã là Dimensity. Đó, Dimensity nhá. Tất cả đều là 8 nhân. Chiếc đồ họa tất nhiên là sẽ khác nhau rồi. Một bên nó sẽ là đi cùng với Snapdragon sẽ là Arano 618, còn bên này nó sẽ là Mali G57MC3. Đó, chiếc đồ họa khác nhau. Độ phân giải màn hình là tương tự nhau, 1080x2400. Đó. Tất cả các hỗ trợ khác thì không có quan tâm nhiều đúng không anh em? Nha. Đó. Đây, thiết bị này. Đó, Realme Q2 và Redmi Note 9. Redmi Note 9S thì rất là nhiều người đánh giá rồi, điểm trung bình của nó khoảng 260.000. Đó, bên Realme Q2 5G thì chưa thấy đánh giá gì cả. Đó, bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Sản phẩm này nó sẽ là 3 camera, đây là 4 camera, đây là 48 megapixel. Camera thì không nói nhiều nữa. Ok chưa? Chạy nhá. Đấy, cùng chờ đợi. Cái này nó sẽ mất 2 phút thì mình nó sơ qua lại anh em nào chưa biết về cái AnTuTu này. Thì đây là một cái phần mềm giả lập chạy về video, game, đồ họa cũng như là sử dụng, quá trình sử dụng xem liệu là, và nó sẽ đưa ra một cái đánh giá về độ mượt mà cũng như là tất cả các thứ cũng gọi là tương đối chính xác. Mình không thể tin 100% nhưng mà cũng mang tính tham khảo nhá. Anh em cùng chờ đợi bởi vì là quá trình này nó sẽ mất tầm khoảng 15 đến 20 phút đấy. Đó, bây giờ mình sẽ tua nhanh video nhá. Ok. Thank you.
Ok nhá. Đó, đã xong mà có điểm số rồi. Đây, nhìn nó có gì đó nó hơi chênh lệch. Anh em nhá, đây chị nhá. Redmi G2 thì nó đạt những 335.820, còn Redmi Note 9S thì chỉ có 268.180 thôi. Cái này thì nó liên quan đến nhiều cái, rất liên quan đến nhiều cái. Đó. Thứ nhất là về thực ra là CPU ấy thì nó cũng không hơn nhau là mấy. Trong khi Redmi G2 nó khoảng hơn 100.000, 106.000 thì Redmi Note 9S là 100.000. Ở GPU thì Redmi G2 ấy nó là 86.000, còn Redmi Note 9S là 72.000, nó không hơn nhau mấy. Cái điều lạ cái là mem của hai cái chênh lệch nhau khá là nhiều. Ở trên Redmi G2 là 72.000, trên Redmi Note 9S là 48.000, thì cái này liên quan đến cái vấn đề của đây này. Tốc độ truy cập RAM này, ROM xuất ứng dụng này, ROM đọc tuần tự, ROM ghi tuần tự, ROM truy cập ngẫu nhiên. Có nghĩa là nó liên quan đến chip nhớ cũng như là RAM. Thì chip nhớ và RAM của chiếc hai cái thông số nó tương tự nhau. Nhưng mà trên chiếc Redmi G2 thì nó làm tốt hơn. Có lẽ là do CPU nó hỗ trợ, hoặc là có lẽ là trên Redmi người ta cần sử dụng một cái linh kiện là RAM tốt hơn. RAM thì nó nhiều đơn vị sản xuất, nó cũng như là chip nhớ của SanDisk cũng như là của Samsung ấy. Đấy, thì là bên Redmi Q2 thì làm tốt hơn cái việc này, thành ra điểm số nó khá là cao. Mặc dù cái CPU GPU chỉ cao hơn một chút thôi. Đó, bảo mật dữ liệu, rồi xử lý dữ liệu, rồi xử lý hình ảnh, xử lý kinh nghiệm của người dùng ấy, thì trên chiếc Redmi Q2 cũng mạnh hơn rất là nhiều, 70.000 so với là 47.000. Đó, cái đấy là cái khá là quan trọng trong cái vấn đề là xử lý. Thì điểm số của chiếc Redmi Q2 rất là cao, nhưng mà cái điều đặc biệt ấy thì là cái tiêu hao nhiên liệu cũng như là vấn đề tăng nhiệt độ ấy, thì trên chiếc Redmi Q2 là không tốt bằng Redmi Note 9S. Tăng nhiệt độ thì trên Redmi Q2 tăng lên 4,7 độ C cơ, tương tự những sản phẩm có hình cao, chiếc Snapdragon hay là chiếc Exynos đời cao ấy, giống như cái clip mà mình làm với con gì à, con Samsung Note 9 thì phải. Đấy, thì là cũng tăng nhiệt độ tương tự như thế này. Còn tiêu hao pin thì trên Redmi Note 9S chỉ có 1% thôi, nhưng Redmi Q2 tăng những ba giảm những 3% pin. Có nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng quá trình thông thường ấy thì cái độ hao pin của chiếc Redmi Q2 theo lý thuyết là gấp 3 lần, nhưng thực tế ra mà nói thì nó chỉ hơn một chút thôi nhé. Anh em lưu ý như vậy, chứ không phải là trên chiếc máy này chúng ta dùng 10 phút hết khoảng 1%, nhưng trên chiếc máy này chúng ta dùng 10 phút hết khoảng 3%. Cái điều đấy thì cũng không mang tính tham khảo, nó không chính thức, đúng không? Màn hình thì chỉ nhỉnh hơn nhau một chút thôi, một chiếc là 6,67 inch, một chiếc là 6,5 inch. Đó, cái vấn đề này thì nó không nói được đến nhiều về cái vấn đề liệu sử dụng thực tế nó có tốt hay không, nhưng mà trên Redmi Q2 thì hoàn toàn tốt hơn. Một cái là màn hình đẹp hơn này, Redmi Q2 này, và một cái là sử dụng AnTuTu Benchmark, tất cả các thứ là tốt hơn. Thì anh em cũng biết là lên chọn cái gì rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ chơi trực tiếp game nhé. Ok, mình sẽ thoát ra này và mình sẽ vào trực tiếp game PUBG xem là như thế nào. Đây, vừa ra anh em có thể nhìn thấy là lúc mà mình thoát ứng dụng ra thì một lúc sau nó mới hiện menu ở trên chiếc Redmi Note 9S. Có nghĩa là trên Redmi Note 9S thực sự là nó hoạt động sẽ chưa chắc đã mượt mà bằng Redmi Q2 đâu. Ok nhá, mình chạy nhá. Đó, cái so sánh này ấy thì nó cũng khó, bởi vì hai chiếc máy này sử dụng hai chiếc khác nhau. Mình vẫn muốn làm theo cái bạn khách hàng bạn hỏi là cái việc mà sử dụng bằng tiền nhau thì sử dụng chiếc máy nào chơi tốt hơn thôi, đúng không? Chứ còn hai cái CPU khác nhau thì nhiều anh em đã có câu trả lời luôn rồi. Có nhiều anh em thì thích Snapdragon thì sẽ chọn, còn có nhiều những anh em vẫn tin tưởng MediaTek thì sẽ chọn Q2. Đấy, chứ còn nếu mà so sánh giữa Redmi Note 8 Pro và Redmi Q2 thì có lẽ là sẽ ok hơn, bởi vì là đều dùng chip MediaTek. Đó, trả lát game nhé. Ok, trên Redmi Note 9S này, đây là game PUBG nhé. Ok, khá là mượt. Rồi, những chiếc máy này đa phần là chơi game rất là ổn rồi. Và cái game này thực ra bây giờ nó không phải là một trong những game nặng. Mình thì mình chỉ biết chơi game này thôi, thành ra mình đấy. Đó, bây giờ có một chút là bị giật anh em ạ. Đây, mình sẽ để cái hình cao lên một chút nha. Đồ họa này mình sẽ để cao lên. Chiếc này chọn là HD thôi, không được chọn là HDR rồi. Đó,
có một chút hơi giật, hơi giật một chút. Đấy nhá, ở trên đây mình có hai chỗ ra vào đây. Con thanh mình được chỉnh hết cỡ lên. Nó chỉ phát ra loa này thôi, Redmi Note 9S này chỉ phát ra loa này cho anh em nhé. Trên này không có phát ra. Đây, bên thứ hai đây, chip của tàu đây. Ồ, có giật một chút rồi anh em ạ, có hơi giật một chút lúc mới vào. Cũng không chuyển lên HD rồi, cũng tương tự như chiếc máy kia thôi. Đó, cũng tương tự như chiếc máy kia thôi nha. Game này thì năm ngoái là mưa làm gió, chứ năm nay thì anh em ít chơi lại rồi. Bây giờ mọi người đang chơi cái game là game Liên Minh Túc Chiến, thì cái game về cái thể loại đấy thì mình không biết chơi. Thế là mình sẽ cứ làm theo cái chơi thử cái game mà mình biết thôi anh em nhá. Có gì anh em thông cảm. Đây. Nghe thấy tiếng súng này. Mình nghe tiếng súng rồi, và mình sẽ đi chiến đấu. Đây là toàn là những con boss thôi, nó bắn ngu lắm. Mình hạ gục nó chỉ trong một tốt nhạc thôi. Đó, khá là mượt. Ok, bây giờ đến chiếc Realme K2 cho nào. Nói chung là để mua chiếc máy này, hai chiếc máy này để chơi game ấy, thì mình thấy nó cũng xem nhau thôi, 1.9:10 thôi. Đó, cái vấn đề về độ bền là cái chính. Về độ bền thì thực tế mà nói thì trong quá trình bán điện thoại thì mình thấy là đợt này là MediaTek cũng khá là tốt. Như chiếc Redmi Note 8 Pro thì mình bán nó cũng rất là bền. Nó không có sự cái chuyện mà nó bị dùng lâu dài nó bị giật lag. Thế nên là nếu mà về cấu hình về ấy thì anh em nên chọn chiếc Redmi Q2 thay vì chiếc Note 9S nhé. Bởi vì là thực tế là mà nói là điểm AnTuTu bên Mac cao hơn là cũng một cái vấn đề mà đáng lưu tâm và lựa chọn, đúng không? Mà chơi game như cái game PUBG này thì nó cũng tương tự với nhau thôi. Đó, nó cũng không có gì là gọi là khác biệt cho quá. Mình chỉ quan tâm đến vấn đề về độ bền thôi, chứ còn vấn đề về chơi thì thấy được giống nhau thôi. Còn xuống vào đâu nhỉ, không nhìn thấy luôn. Cái màn hình của chiếc Redmi Q2 khá là rít. Lúc chơi game thì khá là rít, không được cảm giác như không được trơn tru như là cái lúc mình vuốt này. Đấy là do cái cảm giác thôi, chứ còn độ trễ ở màn hình thì thấy là bình thường, nhưng mà nó rít hơn là so với chơi game ở trên chiếc Redmi Note 9. Âm thanh các thứ thì tương tự nhau. Ok, mình chỉ chơi vậy thôi nhá. Thì để mà cho anh em biết rõ hơn, cho cái bạn vừa hỏi mình ấy, rõ hơn để lựa chọn con nào ấy, thì theo cá nhân mình nhá. Thì cái này đánh giá theo cá nhân mình thôi. Thì về thương hiệu thì tất nhiên là Redmi sẽ tốt hơn, cũng như là bảo hành chính hãng được 18 tháng. Còn nếu mà anh mua sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng tất cả các lỗi. Không phải mua thêm bảo hành vàng để bảo hành nguồn hình, mà mình đã bảo hành sẵn anh em luôn rồi. Thế nên là cũng đắn đo, đúng không? Bởi vì là một bên được 18 tháng, hơn hẳn 6 tháng so với bên này, và được bảo hành chính hãng thì chính hãng này vẫn phải gửi đi và chờ đợi thôi. Bên này cũng tương tự như vậy. Đó. Cái quan trọng nhất là ở đây là cái việc mà trải nghiệm thực tế thì trên chiếc Redmi Q2 sẽ là tốt hơn. Mình rất thích cái màn hình của Redmi Q2 bởi vì nó có sang cả vàng.
thì nó sẽ cảm giác như nó sẽ xịn xịn hơn một chút so với lại cả màn hình mà kiểu sáng xanh như là chiếc Redmi Note 9S này. Đó, thế nên là theo cá nhân mình thì nếu mà anh em chọn mua giữa hai sản phẩm này cùng trong tầm giá tiền hiện tại bên mình nó bán là hơn 4 triệu ấy, thì anh em nên chọn Redmi Q2. Không quan trọng cái vấn đề có nên cần bảo hành chính hãng hay không ấy, thì anh chọn Redmi Q2. Còn nếu anh em nào cần bảo hành chính hãng thì em vẫn cứ chọn Redmi Note 9 được, Note 9S được. Và nếu anh em nào tin tưởng sử dụng chip MediaTek của Trung Quốc ấy, thì Redmi Q2 là một lựa chọn khá là ok, bởi vì là hiện tại bây giờ những chip MediaTek khá là bền và dùng sẽ được lâu dài. Đó, đơn giản như vậy thôi nhá, mình chỉ làm sơ sơ như vậy để cho anh em hiểu hơn một chút và anh em lựa chọn thôi. Chứ còn sản phẩm Redmi Q2 này hiện tại là trong phân khúc là đáng giá mua nhất rất là nhiều anh em ở trên YouTube đánh giá rồi. Mình cũng không đánh giá được nhiều bởi vì mình không phải là chuyên gia đánh giá, mình chỉ trải nghiệm thực tế cho anh em xem như vậy thôi. Còn bây giờ là mình sẽ quảng cáo một chút rồi. Nếu mà anh em mua cái sản phẩm này ấy, thì đơn giản thôi, anh em có thể vào đường link mình để mô tả và đặt hàng trên website, cũng như là anh em chat với cả Facebook bên mình là mnm.vn điện thoại siêu rẻ, hoặc em gọi điện thoại trực tiếp đến số của mình là 0888 641, hoặc là số của cửa hàng là 02562 6789 để đặt hàng sản phẩm nhé. Bên mình bán trực tiếp tại 170 Lạch Chay. Còn anh em nào ở xa thì bên mình ship COD toàn quốc, anh em nhận được hàng là phải thanh toán. Bên mình bảo hành trực tiếp cho anh em, nếu trong trường hợp anh em bị lỗi thì anh em phải gửi ra, mình sẽ gửi đi bảo hành cho anh em. Còn nếu mà anh em cần thì cứ cầm qua thôi, bên mình sẽ bảo hành 12 tháng, anh em nào mua online sẽ là bảo hành 13 tháng nhá, cho anh em yên tâm, bởi vì là mất thời gian chuyển đi tiền về đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi. Nếu anh em xem clip này thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người biết là có chiếc Redmi Q2 giá rất ok đúng không? Đó, mà cảm ơn xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.